Xin chào các bạn, hôm nay cơm món ngon dễ làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về cảnh gói bánh tét ở vùng quê. Đây là những đòn bánh tét truyền thống từ ngày xưa cho tới ngày nay vẫn còn lưu truyền. Và các đòn bánh tét này mình gói để chuẩn bị cho ngày hôm sau đám giỗ. Thường ở quê, đám giỗ nào cũng có gói bánh tét. Và năm nay nhà mình rối khoảng hơn 80 đòn. Mình quay chia sẻ đến quý vị và các bạn. Và năm nay chỉ có những đòn nhưng chuối và các đòn nhưng cho, còn gọi là nhưng ngọt không quý vị. Và mình về hơi trễ cho nên mình chỉ chia sẻ lại các đòn nhưng chuối hơn nha quý vị. Và cách gói thì cũng rất là đơn giản như quý vị đã thấy đó. Mà chị mình đang gói nè. Đây là những lá chuối, thường là lá chuối xiêm nha quý vị. Rồi mình cắt vô, mình phơi khô. Và các dây để cuộn những đòn bánh tét mình gọi là dây lát. Dây lát thì cũng có chồng rồi. Mình cắt vào rồi mình phơi khô. Khi nào dây nó khô thì nó rất là dẻo dai. Và mình cuộn xiết thoải mái luôn, cũng dây cũng không có bị đứt. Thường đám giỗ thì ở các vùng quê như nhà mình vậy đó, đám giỗ nào cũng có bánh tét hết. Và hôm nay mình mới chia sẻ đến quý vị và các bạn nha. Năm nay mình chỉ gói có nhân chuối và nhân ngọt, tại vì năm nay thì không có gói thịt heo. Mọi năm thì có rất là nhiều, như là nhân thịt heo nè, nhân hạt cẩm. Thịt heo thì còn gọi là nhân mỡ đó quý vị. Người bây giờ người ta gói là người ta gói ba rọi với hột vịt muối ăn cho nó đỡ ngán. Các bà chị của mình thì rối rất là khéo và đã rối nhiều năm rồi. Và các em nhỏ nhỏ cũng biết gói luôn, tại vì người lớn chỉ cho người nhỏ, cho nên cách gói bánh tét cũng được lưu truyền từ đời này sang đời khác, từ người lớn tới người nhỏ. Cứ truyền tay nhau rồi chỉ cho nhau, cho nên tới giờ người lớn thì gói rất là khéo, rất là đẹp. Và các em nhỏ nhỏ bây giờ cũng biết gói bánh luôn và cũng gói rất là khéo. Mỗi một đòn bánh thì khoảng một chén nếp vậy đó quý vị. Rồi mình phả đều ra. Sau đó thì mình sẽ cho chuối vào. Chuối thì chuối xiêm nha quý vị. Một đòn vậy thì khoảng 3 trái chuối. Nhưng chuối thì không có để đậu xanh vào. Chỉ có nhưng ngọt, nhưng nước cho thì mình mới để đậu xanh vào nghe quý vị. Năm nào cũng rối bánh tét như vậy nè quý vị, rất là vui. Tại vì anh chị em ở xa, ở gần, bà con, dòng họ rồi hội tụ về trước ngày, rồi gói bánh nè, rồi làm các món ăn để chuẩn bị cúng ông bà, cho nên rất là đông đúc và rất là vui. Đó, quý chị thấy không, cách gói thì cũng rất là khéo. Quảng hồi cách mà để cuộn những đòn bánh tét càng khéo nữa quý vị ơi.
Lá chuối thì phải lá chuối xiêm nha quý vị, nó có cái độ dai, nó không có bị rách. Hôm nay mình về thì nó còn khoảng phân nửa à, cho nên rối bớt hết phân nửa à, còn một ít, cho nên còn bao nhiêu thì mình chia sẻ đến quý vị và các bạn nha. Rồi sau khi mà cái cảnh rối thì còn có cái cảnh bánh tét đã chín rồi nè, mình máng lên xào rồi mình cắt ra để mình cúng ông bà rồi mình ăn luôn. Đây bà chị này sẽ cuột cái đòn bánh tét nè. Quý vị thấy rất là khéo luôn, rất là đẹp. Và mỗi một đòn bánh tét như vậy á quý vị, mình cuột thì cũng vừa siết vừa vừa thôi, không quá, không có nên siết quá và cũng không có nên để lỏng quá, thì cái đòn bánh tét của mình nó sẽ rất là đều và rất là đẹp luôn. Và bây giờ quý vị xem chị mình cuột bánh tét nha, và những đòn bánh tét đã thành phẩm đó quý vị. Rồi bây giờ quý vị cùng xem bà chị mình cuột nhà rất là khéo lắm luôn. Hôm nay hơn 80 đòn bánh tét thì khỏi phải nói, rất là ngon và rất là tuyệt vời. Đám giỗ nào ở vùng quê thì cũng có bánh tét truyền thống của ông bà ta hết. Bây giờ quý vị và các bạn cùng xem nha. Đi bơi người ta đi Khương. Tao nóng gì, con muốn đâu thì tao nóng gì nè. Ôi trời. Đừng lấy ai, mà lấy ghe tao, đuôi quá chạy tao ơi. Quá xinh rồi. Hết rồi hả? Ghe tao muốn hay nào. Cái tới nhớ cái hồi cũng hết à. Chuối quá trời luôn, hết đậu rồi kìa. Hả? Không, mẹ bắt ông này đi dưới đó.
dâm hết đem nhiệm màu nhằn đóng đấy. À, bụng chút chút xíu cũng kêu đúng lấy mạng nhiều đó mà thiếu người ta đó mấy chịu thâu mấy chịu nính đó mà nhằn hoài luôn. Ôi, nãy giờ đâu đếm hả? Chưa có cột vô đến rồi á, chưa có cột. Tao gấu đoạn này nữa tao đi. Ủa sao này có đoạn này? Thì thôi nó láo vậy mà tự nó gói đi, đi bên kia đây. Chắc lên tùm lum nè, 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 nè. Nè, gói gói đi tao đi. À, thằng này, đứa này, đứa kia. Bỏ thì bà gói đi, đi đi. Chuối đó chị ơi. Chuối đó của anh còn. Nó vô trễ hả? Chuối mà, vung lại ha. Trễ nó thêm mấy đồng. Trời, trời, nãy nó thảy rồi nè, em đông lá, em làm đi hết rồi đó cho chị hay. Hồi nãy vô rồi, tao gấu muốn hết như ngọt nó vô. Là còn nhiêu mà món cái đó là phải rồi đó. Cơ hoài hồi nãy chưa được phân nửa nhưng ngọt nữa. Không dám đâu phân nửa. Cùng lộn đi, cả nó tự đi. Cùng lộn đi. Ai làm có ai đây, có ai làm trứng. Có một cuộn nó mì phim lại kìa. Mì quay lại đó, thấy cái gì. Mở ra trà sáu còn đây Cường. Quá sao thì có lẽ đồ mà không có quất vậy ta. Không quất là nãy giờ nhân chú hay gì? Của ai đó. Hả? Đậu đó, nãy bỏ xuống. Dạ, cái chuối đó mẹ bột hết trơn rồi. Nãy bột trơn rồi. Chuối mẹ bột lại, bột lại, nắng bột bột lại. Cái nước mắm của hồn thì chịu không nổi. Ai có làm gì đâu nước mắm. Nãy giờ sao nó mùi nước mắm nực lắm trơn hả? Xem có mùi gì đâu. Thì ta ăn mùi nước mắm rồi. Mẹ ăn nước mắm mặn đó. Ủa, mùi nước mắm nực lắm trơn. Nóng chịu, nó nóng có được hả? Đùi. Không có mặn không mà nó chắc dữ vậy. Không ăn được mà. Mấy 25 ngàn quá. Ơi. Ơi. Đâu đói rồi ăn. Không sợ ba đói nhậu rồi đó không ăn. Lấy bịch đồ lên trước nha ba. Ừ. Lấy hết lên luôn đi. Có mấy nguyên bịch luôn. Ừ. Đâu rồi, nhìn chuối sao bỏ đó không? Nó nhức cho không hay gì? Chứ không sợ không? Cách nhìn chuối ra đi, thử là nhiều đó. Nhìn chuối là có gút hết trời. Đây nè. Thôi, Thu bắt đèn lên hơn. Bắt đèn lên cho sáng rồi. Nhìn chú thẳng cho đó. Này này. Này cho. Múc với nhìn chú. Nha. Rồi máng lên. Mày đòn. Tôi hả? Lấy hai đòn thôi. Chị ạ? Cái nồi này tao chừa lại để riêng khỏi máng lên. Để cho máng lên á. Cho bà ngoại nó ăn đòn, với nhà ăn đòn. Như gì? Như ngọt như chuối ăn nào? Cá ăn đòn hay gì? Ừ. Vậy cắt ra... Hai ba đòn đi. Rồi hôm qua ta nói để kêu cái nhân cũng đâu bự không da vậy nè, ta nói để kêu mà ấy lá cao tạp cao nó cái da vậy là bà Tư á, bà Tư mới có cái tròn tròn như chuối này đó. Ừ, làm gì nữa thiệt, cái này nó như chung là Minh á. Ừ. Cũng có người ta nhìn la gộn la hoài không vậy hả? Ừ. Thấy nói gì vừa được, còn thêm nữa, còn thêm nít vô nữa. Giờ 45 đòn rồi. Còn đây can bên mắng đây, bên đây đi. Để con học cái này ta coi cái mà tên trâu nữa chứ. Cho làm cái này đi. Trời. Mình thả anh tròn hiểu không, thả không để bệnh là để chỗ hai đòn không? Con đòn. Tưởng không bắt dịch mà không cho, không bắt dịch mà không cho. Cho màu như ngọt. Ừ. Mượn con mua dùng. Cho. Tôi lấy hai đòn yên chuối, đòn yên đậu đi. Nó như ngọt chứ yên đậu gì? Ừ. Thôi bà nói sao với yên chuối. Cho hai đòn ngọt đi.
Quỳnh ơn Quỳnh ăn. Lạc mấy đòn? Lạc nó ăn đâu, đừng cho. Trời trời, xin thêm nữa, còn hỏi xin thêm nữa. Cho nhiêu rồi xin thêm nữa. Cho ai á? Trời ơi trời, lấy từ đoạn quay nữa kìa trời. Ghê rồi quá. Đang ngủ kìa mà nè. Nghe nó bánh cái chạy đang quay. Thầy à, thầy nữa hả? Chúc miệng chưa con? Con được không? Cháu quất nè. Nghe không? Con mắc hết 160 ngàn. Dạ. Vậy chứ tính nó mất nuôi ra nhiều, cuối cùng có cả nó nhiều đâu, 38 ngàn. Còn tới tháng giờ có 28 ngàn, mắc 10 ngàn ký, còn vô 10 mấy, 2 mấy ký. Ai biết nói nhà nhiều á. Mắc bọn nhiều quá đi, nó lấy hết, thương đi bỏ lại tao đóng luôn. Thôi hôm 5 giờ anh sát đi bắt dịch rồi hả? Thôi có. Mới đi nãy chút hả? Mới đi xuống bên này nãy bắt dịch ghê rồi hả? Nghe gặp gặp ha, tiễn nó hơn mày. Trời trời, nó thỉnh gần chết. Mày đừng nổi ra hôm á. Thế nhưng qua tao thấy bự lắm rồi, sao cái này nhỏ xíu vậy? Này nhân cho hả? Ừ, cho. Nhân ngọt cái cho gì? Nhân ngọt thôi nó cho. Giờ lại chân lên rồi luôn đi. Ai không đi đừng cho. Mày coi nó nói nó nói cho nhiều cái hàng này nè, nói sao nó nói không không cần cái tám đồng không lấy luôn. Nó ngồi xuống cái nói cái thằng nào. Gì hả? Làm gì xin sáu đòn làm gì? Cho anh chồng. Sao không để cho cái thúng đi, cái gỗ mình xài luôn. Bánh á, sọt á. Cái gỗ để đựng dao luôn rồi. Cho anh Thảo hả? Thảo dừng hiểu đó. 2 7 đòn 4, 6 7 đòn. Nó căng dữ lắm. Nó cho tàu nhiều. Bức nó cho tàu. Ủa, tí. Rồi mày 3 đòn. 3 đòn 2 Lạc nhiêu đòn không biết. Lạc nó đã về, nó đòn nhiều á. Vậy là nó quên rồi đó. Mua mấy con vịt mà. À. Hả? Ba con vịt. Nhiều á, ăn nhiều con. Vịt làm gì? Vịt nấu hầm ăn. Ừ. Chuyến này mời gà không, mấy ba không ăn gà. Giờ lan miếng. Giờ lan miếng thì cho ngoại nó ăn, với ngoại nó cũng có ăn gà nữa kìa. Ừ. Ăn nhất á. Mời nấu. Thì ra chưa bò lại ăn. Ủa sao vậy?